Nó quyết không có lựa chọn nào khác ngoài việc tận dụng từng cơ hội mình có thể để tìm kiếm thêm điểm số. Chim Hoàng Yến hiện đang xếp cuối giải ngoại hạng Anh, bất chấp đây là một tập thể có những cá nhân tốt. Tiếp Aston Villa trên sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Mi tung ra những gì được xem là tốt nhất của mình. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến thì huấn luyện viên Tevez Vieira cũng cho các học trò chơi thứ bóng đá cực kỳ khó chịu với đội chủ nhà. Sau hơn 30 phút chơi ăn miếng trả miếng, Aston Villa vượt lên nhờ pha chất thời cơ cực tốt của Jacob Ramsey sau đường kiến tạo của Ole Gunnar. Lợi thế dẫn bàn giúp các học trò của huấn luyện viên Vieira được chơi phòng ngự phản công sở trường. Và rồi ở phút 87, tiền đạo điện thoại Anh là Ole Gunnar Solskjaer chính thức ấn định chiến thắng 2-0 cho Aston Villa. Kết quả này khiến cuộc khủng hoảng của Norwich càng thêm trầm trọng. Tỷ số chung cuộc, Norwich 0-2 Aston Villa giờ 1, ghi bàn Aston Villa, Ramsey 34, Gunnar Solskjaer 87. Đội hình thi đấu Norwich: Trơn, Jackson, Aaron, Kabak, William, Lin, Bacheta, Sorensen, Kanquen, Dân Mao, Bucky, Aston Villa, Martinez, Giao, Min, Tajet, Kunsa, Dinh, Bundia, Kat, Gào Lắc Lu, Ramsey,